Úi trời trời, quá đẹp luôn. Vâng, xin chào DHD, xin kính chào toàn thể quý vị và bạn cùng anh chị em trên toàn quốc. Tiếp tục đến với video mới hôm nay, xin chào DHD xin giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc một cặp loa hàng bãi của Mỹ, cặp loa vừa mới về tại xin chào DHD. Quý vị các bạn thân mến, cặp loa này có thể nói là một cặp loa trên thị trường Việt Nam bây giờ là cặp loa siêu hiếm, siêu đẹp và siêu hot luôn. Đây là cái toàn bộ là cái cấu hình của loa và cái củ loa và bên trong thùng loa. Em làm cái video này thì em tiện là em tháo ra là em xin giới thiệu và quay trực tiếp giới thiệu anh em luôn. Với cái cặp loa hàng bãi Mỹ này thì em xin giới thiệu với toàn thể quý vị các bạn của anh chị em là nó là cái cặp loa của hãng Calip. Cặp loa hãng Calip luôn. Hàng bãi Mỹ. Và cái model của cặp loa Calip này đó là cái model là KI262B. Quý vị các bạn thân mến, cái cặp loa này là cặp loa Calip với model KI262B hàng cổ Mỹ. Với cái trở kháng của cặp loa là 8 ohm và công suất của nó là 250W quý vị các bạn nhé, 250W. Cái cặp loa này có độ nhạy cực kỳ cao và có một cái trở kháng cũng rất chi là khỏe và dễ phối ghép. Quý vị có thể là dùng một chiếc âm ly của hãng Răng Hua hoặc là bất cứ một chiếc âm ly nào nó có một công suất nó tương đương với loa và có thể phối ghép và nghe nhạc và hát karaoke rất chi là tuyệt vời. Về cái thiết kế của loa thì quý vị đang theo dõi thì đây là cái cặp loa, nó có một cái cấu hình gồm có là hai loa và loa full. Trước mặt của loa là được bảo vệ là toàn bộ cái mặt màng lưới sắt và bên trong của loa cũng được thiết kế thêm một cái lớp, nó là hàng mút xốp để chống bụi bẩn rất chi là tốt và nó có cái tác dụng là hạn chế cái ánh nắng trực tiếp và soi trực tiếp vào loa và các cái lúc mà chơi mưa nước hắt vào hạn chế cực kỳ tốt anh chị em nhé, rất dày dặn và chắc chắn. Toàn bộ loa thùng góc cạnh là đẹp zin bản luôn, chưa hề gọi là vỡ lứt gì, rất đẹp và cái sơn sần rất chi là chắc chắn, thùng gỗ rất chắc chắn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, về quay lại cái chiếc loa này thì em xin giới thiệu ở bên trong. Cái loa được thiết kế là một cái củ bát 20, củ bát 30, xin lỗi toàn thể quý vị và anh chị. Cái củ loa là bát 30 và đường kính của củ loa là từ nó rơi vào tầm khoảng độ 19-20 gì đấy, 19-20 gì. Loa được thiết kế là toàn bộ cái xương loa bát này là thiết kế là một cái xương đúc gồm có 8 gông, cực kỳ chắc chắn và cực kỳ khỏe anh chị em nhé. Loa này cực kỳ gấu luôn, cực kỳ gấu luôn anh chị em nhé. Đấy là bên trong của loa này, em quay ở đây này. Loa này nó rất nặng, rất nặng luôn. Đây là cái thông số của củ bát loa anh chị em nhìn này. Thông số của bát loa. Đấy, thông số của bát loa. Và bên trong cái màng loa này, bên trong này, đây là nhện loa rất đẹp luôn, củ côn từ loa zin bản, đẹp xuất sắc luôn. Đẹp xuất sắc anh chị em nhé. Và cái điều rất chi là quan trọng nữa là toàn bộ cái loa Mỹ anh chị em để ý nhé. Toàn bộ cái loa Mỹ ấy, là nó thiết kế và sản xuất ra là trong thùng loa bát loa là nó đều có in dập cái series của loa luôn này. Để đợi em một chút quay này. Rồi. Đây anh chị em để ý này. Tất cả cái dòng loa bãi Mỹ nó đều được hãng thiết kế và đều khi sản xuất ra là đều được dập cái series của loa. Đây là màng, series màng này. Và cái xương loa nó cũng có series luôn. Đây anh chị em nhìn này. Bên trong cái xương đúc đấy, nhìn thấy chưa? Nhìn bên trong có series của xương luôn. Củ rất đẹp, cực đẹp và cực gấu luôn anh chị em nhé. Đây là củ tép này. Củ tép này. Loa rất mới luôn. Củ tép này. Đấy, loa rất mới luôn, cực kỳ mới luôn.
cái đường kính sâu của phễu nó rơi tầm khoảng 30 phân. Phễu khoảng 30 phân. Và đây bên trong phân tần anh chị em này. Phân tần của loa và cái bông mút xốp để tán âm này. Cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn. Phân tần của cái dòng loa full này anh chị em biết là nó rất đơn giản. Nó chỉ có thiết kế của nó, về cấu hình của nó chỉ có một cái cuộn dây và mấy con trở nó ngân tụ. Đấy, vì thế cực kỳ đẹp, đẹp như mới luôn anh chị em nhé. Ở đây là cái mặt của loa bát này, mặt của loa bát này anh chị em nhìn rất chi là khủng luôn và rất chi là mới luôn. Cái loa còn mùi còn rất thơm luôn anh chị em nhé, loa mùi còn rất thơm luôn. Đấy, loa mùi còn rất thơm luôn. Rất thơm, rất đẹp luôn. Về cái cấu hình của loa này thì nó thiết kế là cũng rất đơn giản này. Toàn bộ thiết kế là một bát 30 và một tép kèn. Và cái đường kính của thùng thì nó cao, rơi vào tầm cỡ khoảng độ 75-76 phân. Và chiều rộng rơi khoảng 40 phân, 40-42 phân anh chị em nhé. Sâu của loa rơi vào tầm cỡ khoảng độ 38 phân. Chiều sâu của loa 38 phân. Cái loa này nó có độ nhạy rất cao cho nên anh chị em là có thể là dùng để phối ghép đơn giản nhất và dễ dùng nhất, như là chơi với một con âm ly răng gua 203 là cũng có thể là dùng vừa nghe nhạc vừa hát karaoke. Cái cặp loa này anh chị em lưu ý là cặp loa này là nó thiết kế là anh chị em chơi được tất cả các thể loại nhạc, vừa nhạc Daisy, nhạc mạnh, nhạc liên khúc, nhạc dốc này, cho đến nhạc bolero, nhạc phòng trà, nhạc trữ tình, cho đến hát karaoke. Và về cái vấn đề karaoke thì anh chị em yên tâm rằng cái cặp loa Calip này với cái model KI262B này thì cặp này hát karaoke là quá tuyệt vời luôn. Cái chất âm của rất chi là sáng và cái tiếng bass của nó thì mạnh và rất chi là êm sâu, mà chung tép rất sáng mà nó lại hát nó không bị chói tai, không bị rít anh chị em nhé. Rất dễ phối ghép. Và anh chị em lưu ý này, có thể là chơi cái cặp loa này anh chị em nó có điều kiện là có thể là bên cạnh đây là em có một cái chiếc loa hãng Calip luôn. Cặp loa chiếc loa này là loa súp. Loa này nó súp luôn. Loa này cũng là loa bãi của Mỹ luôn anh chị em nhé. Loa bãi của Mỹ này, rất đẹp, đường kính của bát là bát 30. Con này bát 30 nhưng mà cái chất âm nó cực kỳ mạnh luôn và rất êm, rất mềm luôn. Rất đẹp luôn anh chị em nhé. Đấy. Anh chị em có thể phối ghép là thêm một chiếc loa súp này nữa, có điều kiện chơi thêm một chiếc loa súp nữa là chọn một bộ là gồm có full và súp là hàng của bãi Mỹ luôn. Cực kỳ đẹp luôn anh chị em nhé. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, anh chị em trên toàn quốc có nhu cầu biết thêm cái thông tin chi tiết về cái sản phẩm này và sở hữu sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với cả em Trinh Trang Audio đây. Địa chỉ có lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giang, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976 757 899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo địa chỉ theo yêu cầu. Hàng này em bảo đảm với toàn thể quý vị các bạn quý anh chị em là tất cả toàn bộ loa zin bản 100%. Thùng loa đẹp góc cạnh luôn, chưa có làm một cái gì luôn. Loa còn mới 96-98% anh chị em nhé. Quý vị các bạn của anh chị em lưu ý là ngoài cái sản phẩm em vừa giới thiệu ra thì em còn rất nhiều các sản phẩm khác về loa nghe nhạc hát karaoke và âm ly nghe nhạc hát karaoke và các cái equalizer lọc và mic đẩy vang số, rất nhiều luôn. Anh chị em nào có cái nhu cầu để biết thêm chi tiết và muốn tư vấn về các sản phẩm mặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em để em tư vấn và phối ghép cụ thể cho phù hợp với cái không gian, cái diện tích và cái điều kiện chơi của mình. Toàn bộ em quay xa đây anh chị em nhìn, rất đẹp luôn.